Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác trở lại kênh Trai LPT Nhận Thức nhé. Hôm nay thì lại giới thiệu với các bác một trong những cái sản phẩm mà mới về ạ. Đây là hàng Airbay, Airbay 100% xịn này các bác nhìn này. Mã Airbay đây, đây tên Hàn Quốc đây nhá. Đây là thùng hàng. Đây xin mời các bác giới thiệu các bác đây. À, chú Otake đây. Đấy, đây là hàng mình gửi Airbay về các bác nhé. Đây số lượng là 300 con hàng Airbay. Đấy, cái này vừa thời gian vừa rồi thì mình nhắn hết hàng. Rất nhiều bác hỏi mình nha, mình không có, hôm nay mình mới về Việt Nam đây. Đấy, hàng Airbay các bác nhá, ra 41 này. Lắp chung hàng quốc xịn này. Lắp cho K250, L250 hay là một số những dòng EcoJack 41, nó đặc biệt là con này lắp cho L250 và K250. Đấy, hoặc là Isuzu QKR rồi một số những dòng Isuzu 5J41 để lắp vừa cả Hilo. Đấy, và xe tàu thế ạ. Đây. Đây là mạng hàng quốc xịn các bác nhá. Cái lại cũng có một cái video em đã giới thiệu các bác rồi. Nhưng hôm nay thì hàng nó mới về thì úp cái video lên để cho các bác. Bác nào xem video thì vào ủng hộ mình ạ. Đây hàng mới về luôn, Airbay đây. Đơn hàng này thì mình gửi đúng một cái hộp này thôi. Đấy, mình gửi Airbay về một đúng hộp này đây. Tem hàng quốc xịn đây các bác nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây. Bên Hàn Quốc đóng gói rất cẩn thận. Hàng này hàng Airbay. Vì sao gửi hàng Airbay được cái hàng này? Vì nó nhẹ các bác ạ. Đấy, nó nhẹ. Nó thì rơi vào tầm khoảng 3 cân thôi, đến 4 cân thôi. Mà con này của nó bằng mạng chrome xịn của nó rất là sắc nét này, các bác nhìn thấy không? Căng đét luôn này. Chữ Hàn Quốc này. Đấy. Cái này thì khỏi cần phải bàn về chất lượng rồi, thì mình đã lắp cũng như là review cho anh em rất là nhiều rồi. Nhưng hôm nay hàng nó mới về. Số lượng 300 con thì các bác nào mà có nhu cầu hoặc hôm nọ có bác nào BM cho em, rất nhiều bác hỏi về cái này nhưng em biết hàng. Hôm nay hàng nó mới về. Thì bác nào lại có nhu cầu chưa mua mà muốn sử dụng hoặc là muốn dùng cái chúng ta kê mạ này, hàng quốc xịn này thì nhớ liên hệ với em nhé. À, bên em chỉ dùng duy nhất lại cả visit này thôi. Đấy các bác này, chỉ dùng duy nhất lại cả visit này. Các bác vào đúng cửa hàng có cả visit này 0978823083 và 0978823038, cũng như hotline là 0902438616426. Đấy, dùng duy nhất lại cả visit này nhé. Vì ở đây mấy cái cửa hàng nó cứ gần gần nhau thì ra nhiều khi sợ anh em vào nhầm cửa hàng thôi. Thế nên các bác ủng hộ vào đúng cửa hàng mình nhé. Đấy, đây là 300 con hàng gửi hàng Airbay về. Đấy các bạn, toàn là chụp take luôn. Đấy, thỉnh thoảng thì bên mình cũng có sẽ order một số những cái hàng mà bán chạy thì về bằng hàng Airbay, còn những hàng nào mà nó lặng các bạn, lặng hay là dụ là quá công kênh thì không thể đi hàng Airbay được, bắt buộc đội hàng công thôi. Đấy, ví dụ như là chắn bùn Thái này hay là một số những cái mà đang hot thì thị trường anh em hỏi rất là nhiều mình mà nó lặng ấy thì không thể hàng Airbay về được, bắt buộc phải đợi hàng công. Đấy, còn đây là hàng Airbay ạ, mình order mất tầm khoảng 7 ngày. Đấy, 7 ngày các bác nhá. Đấy, bác nào mà xem qua video thì cũng biết hàng order như nào rồi, các bác cũng hiểu không ạ? Thì hôm nay hàng là mới về thì các bác ủng hộ nhá. Đây, 300 con. Rất nhiều chục bác kê luôn. Hàng xịn 100% Hàn Quốc bảo hành các bác thoải mái luôn. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Cái này thì nó chơi với cái bộ mạ chrome theo xe thì nó sẽ tổng thể chiếc xe hơn và nhìn nó chất hơn. Chất là hàng inox. Hàng inox thì mình cũng vẫn đang bán. Thế nên bác nào mà có nhu cầu sử dụng bất kỳ hàng nào thì mình sẽ đáp ứng hết ạ. Đấy, chỉ có lên đây để khoe các bác là cái thùng hàng này nó mới gửi hàng Airbay về. Trưa nay mình mới nhận được. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều đến video này. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu lên mạng Otake thì nhớ ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.